Chào mừng toàn thể anh chị lại quay trở lại với em Ngọc Hữu Autocar. Thì ở đây em có một chiếc Ford Everest đã giới thiệu cho anh chị vài phút trước đó. Thì hôm nay em về hai chiếc nha anh chị nha. Và hôm nay em lại giới thiệu đến anh chị một phiên bản sedan 4 chỗ thưa anh chị. Sedan. Chiếc xe này sản xuất vào năm 2016, biển 49 Lâm Đồng. Đó, đến từ thương hiệu Kia. Thì đây nha anh chị nha, chiếc xe Kia Rio sản xuất vào năm 2016 đó. Và mức giá thành bên em bán ra sẽ là 335 triệu cho chiếc Kia Rio này đó. Đây là chiếc Kia Rio phiên bản MT số sàn nha anh chị nha. Đó, dung tích máy thì nhỏ, không lớn lắm đó. Biển số 49A14923. Về phần mặt ga lăng thì cũng không khác gì Kia Cerato cho lắm nha anh chị nha. Cụm đèn pha cũng vậy. Đó, cụm đèn pha cũng y chang Cerato. Về phần đèn sương mù thì có thể nói là người sử dụng trước đã lên được một cặp đèn xenon cho chiếc xe này. Cầu lồi nha anh chị nha, cầu lồi ở đèn sương mù cũng như là ga lăng tản nhiệt ở bên dưới nè. Đó, phần két nước. Đây là một phiên bản sedan có thể nói là sau khi đã qua sử dụng rồi, với giá thành rất là rẻ thưa anh chị, rất là rẻ. Chiếc Kia Rio phiên bản MT. Thưa anh chị, bây giờ em sẽ vào phần nội thất của chiếc xe này xem coi ngày hôm nay mình sẽ có cái gì ở trong chiếc xe này nha. Đây là phần em xin lỗi, em sẽ bật đèn lên một chút xíu. Đây là phần táp lô. Chủ đạo phần táp lô khi em lấy về nè anh chị nè, đang còn hơi vẫn dơ một chút xíu nè. Em sẽ tẩy cái phần vẫn dơ này ra cho anh chị. Bên trên này sẽ được đã được lên một bộ thảm rồi. Đó. Và chiếc xe này thì thật sự với anh chị cho em xin thỉnh lại hai ông này thôi. Đó. Về phần giải trí thì chiếc xe này chưa được lên màn hình nhưng mà có một đầu nghe nhạc tích hợp DVD trên này. Hỗ trợ kết nối AU nha anh chị nha, cộng AU 3.5. thì đây là cái chân AU thông thường và em đang sử dụng iPhone cho nên là sẽ kết nối thêm một đầu chuyển đạo từ 3.5 qua tai nghe của iPhone đó, em để đây. Thì chiếc xe này có thể nói là dung tích máy đã nhỏ rồi và sử dụng tới 6 số các anh chị, 6 số, số gia thì có thể nói là cũng không khác gì Hyundai. Khi vào số gear mình ấn kéo này nhẹ lên, kéo nhẹ lên và qua bên này. Nếu mà mình không kéo lên thì nó chỉ vào tới đây thôi. Đó. Còn nếu mà mình kéo lên thì nó sẽ vào được một chút xíu nữa để mình vào số gear. Đó. Về phần logo trên này có thể nói đang rất là đẹp rồi. Đó. Cũng như là tự tin mà nói với anh chị là vô lăng đang rất là đẹp, chưa trời. Về phần cụm đèn pha của chiếc xe, đây em sẽ bật đèn pha lên. Thì chiếc xe này đã được sử dụng 187.000 nha anh chị nha, 187.000. Đó, chủ đạo màu đỏ trắng. Đó. Và dòng Kia có thể nói khi anh chị muốn đề một chiếc xe này thì anh chị phải âm côn mình mới đề được nha. Đó. Máy xăng rất là êm thưa anh chị. Anh chị có thể thấy cho em nè, em đã đề nổ xe rồi nhưng mà mình không nghe tiếng máy. Đó. Bên này thì em có cái gì ạ? Khóa kính nè, đúng không ạ? Nút khóa kính, bấm chỉnh bốn kính, mở lock và lock, mở lock, mở lock, gương chỉnh điện. Đó. Bên này thì em có cái gì đây ạ? Cộng độ sáng của màn hình táp lô. Đó, đây nha anh chị. Đó, độ sáng yếu nhất. Đó. Và bây giờ em sẽ tăng độ sáng của màn hình táp lô này. Đó, độ sáng cao nhất. Rất là ok đúng không ạ? Thì nút đèn ưu tiên sẽ nằm ở trên này. Đây là phần đồng hồ thì anh chị có thể biết rồi. Đó. Hiện tại bây giờ thì đang là 5:32. Đó. Đồng hồ của em đang 5:32. Đó. Đây có một cái hộp. Thì chiếc xe này có thêm một cổng ở bên dưới đây nữa, cũng kết nối AU, cũng USB. Rất là ok. Hai cổng sạc, thích hợp hai cổng sạc 12V này. Đó. Sẽ đóng này lại. Đó. Phần bên dưới này thì ở đây mình sẽ có nút AC của máy lạnh. Đó.
rep sấy kính, lấy gió trong và lấy gió ngoài. Đó. Mình lấy gió trong thì không thể nào mình xài gió ngoài được, đúng không ạ? Lấy gió ngoài không xài gió trong được. AC. Thì về phần đây thì sẽ là điều chỉnh hướng gió. Đó, rất là nhẹ nhàng. Bên này sẽ là điều chỉnh độ lạnh, lạnh nhất nè, nhích hơn chút xíu nè, cũng như qua nóng nè. Giờ thấy cho em. Còn đây là sẽ là phần quạt. Quạt. Thì về phần trần của chiếc xe này đang là sử dụng nỉ rinh, đúng không ạ? Nỉ rinh, nhưng mà có thể nói là rất là sạch sẽ. Phần ghế Kia đã được bọc vào chỗ này 5D rồi nè. À, màu đen, chỉ đỏ, rất là ok. Ngồi rất là rộng nha anh chị nha, rất là rộng rãi luôn. Và mức giá thành chỉ có 330 mấy triệu, rất là ok luôn anh chị. Thì em đang nổ máy và bây giờ em sẽ test phần máy cho anh chị xem coi chiếc xe này sẽ êm như thế nào, cũng như là em sẽ mở phần cốp, cốp và phần máy cho anh chị. Đứng cạnh xe có thể nói là mình sẽ không nghe tiếng máy nhiều cho lắm. Thưa anh chị, đây là phần máy của chiếc Kia Rio. Rất là đẹp đúng không ạ? Mở máy lên là đúng hết hồn con trồn luôn. Hệ thống bed full, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. 4 cây bed full. Tem đang còn rất là đẹp nè, đang dơ nè. Đó. Này em rửa xịt sơ qua cái là đã sạch bắt rồi. Đó. Phần chân máy, cao su chân máy không rịn một chút xíu nào. Máy đang chạy nè, anh chị có thể thấy bully chạy. Đó. Rất là êm. Khi mà em để sát điện thoại vào cũng như là máy quay của em vào thì mình mới nghe được tiếng máy kêu thôi. Đó. Còn bỏ ra xa thì mình sẽ không nghe được tiếng máy. Phân cục đen, rim chưa phục hồi nè. Chị có thể thấy cho em là rim chưa phục hồi nè. Bên này thì sao ạ? Bên này đó, phần tem nè. Tem mới bị trời đi một chút xíu thôi. Một chiếc xe có thể nói rất là khô ráo, rất là thoáng luôn. Phần cabo nè, em sẽ thả nhẹ xuống, nó vào rồi. Đó. Chiếc Kia Rio phiên bản MT 2016. Về phần kính của chiếc xe này có thể nói là anh chị nè, kính đang kính rinh, chưa có bị dán gì hết nha, chưa bị dán gì luôn, rất là ok luôn. Đó. Xe em cam kết cho anh chị không cấn đụng, không va chạm, không tai nạn gì hết nha. Đó. Ốc ác đang còn nguyên. Đó. Ốc ác đang còn yên nguyên. Về phần cốp của Kia Rio thì có thể nói là rất là rộng rãi thưa anh chị. Chân này mình có thể bỏ được hai cái vali du lịch cỡ lớn nha anh chị nha. Hai cái. Và cao, rất là cao luôn. Đó, em bỏ tay vào. Lên tới gần hết cái tay của em và em vươn vào cũng không tới nè. Thưa anh chị, và đây là phần form dáng của chiếc Kia Rio. Trời thì cũng đang hơi mưa bay bay một chút xíu. Đó, rất là ok. Màu xanh ngọc. Đó. Rất là sang chảnh đúng không ạ? Mâm heo đĩa rất là ok. Đúng không? Xe không có tình trạng cấn đụng gì hết và được lên phần đèn đỏ. Đó. Nếu anh chị nào thích chiếc xe này hãy gọi cho em vào số điện thoại 0869091491 cho anh chị nha. Và xin cảm ơn anh chị đã coi video của Ngọc Hữu Autoca. Xin chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe và mua được chiếc xe mình mong muốn nhất. Nhớ đăng ký kênh để coi những chiếc xe mới nhất của em, cũng như là những chiếc xe mới về của em. Xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.